Ngày 4 tháng 7, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí kiểm tra tiến độ dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Yên Tử. Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Yên Tử đoạn từ km 0+0.0 đến km 3+100 có chiều dài 3,1 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị chính với 4 làn đường rộng 15m, vỉa hè mỗi bên 5m. Tuyến đường được thiết kế với hệ thống thoát nước chiếu sáng đồng bộ dọc hai bên. Đây là dự án giao thông quan trọng góp phần đồng bộ hệ thống hạ tầng khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, có ý nghĩa to lớn trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân khu vực dự án triển khai. Qua kiểm tra trên toàn tuyến, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm, khẩn trương thi công của các đơn vị. Quá trình kiểm đếm hiện trạng, giải phóng mặt bằng thực hiện thi công dự án cũng cơ bản nhận được sự đồng thuận của các hộ dân nằm dọc hai bên tuyến đường. Một số hộ dân chủ động phối hợp cùng đơn vị thi công thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị thi công bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, chia ca làm việc để đảm bảo kịp tiến độ cũng như đảm bảo các yêu cầu về kỹ mỹ thuật của công trình. Với quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm của các đơn vị liên quan, phần đầu đến hết tháng 8 năm 2020 sẽ hoàn thành dự án. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025.